Kính thưa quý vị, Phi Luật Tân chuẩn bị chống bão Hagupit tin từ Manila, Phi Luật Tân. Hôm nay, Hải quân và người tình nguyện Phi Luật Tân đang chuẩn bị các gói cứu trợ tại một nhà kho ở Manila trong lúc bão Hagupit đang tiến gần đến các tỉnh miền Trung. Tâm bão đang cách bờ biển Pogonggan của tỉnh Đông Samar theo hướng đông bắc khoảng 230 cây số. Sức gió gần tâm bão là 195 cây số giờ, đang di chuyển rất chậm, chỉ 10 cây số một giờ sẽ đổ bộ lên tỉnh Đông hay Bắc Samar vào sáng ngày Chủ nhật. Ở Manila, dân chúng chuẩn bị đồ hộp, nước uống, đường, gạo và các nhu yếu phẩm khác để chuẩn bị cứu trợ cho người dân các tỉnh bị bão. Viên chức Thelsa Biolena của Bộ An sinh và Phát triển Xã hội cho biết, các toán cứu cấp đã được thành lập để nhanh chóng cứu trợ nạn nhân. Bão Hagupit đã giảm sức gió mạnh, được hạ xuống một cấp dưới cấp siêu bão, nhưng còn khả năng tàn phá rất lớn, có thể dâng sóng cao 4.5 mét. Trên nửa triệu người đã di tản khỏi nhà cửa. Phát ngôn viên Alexander Palma của Cơ quan Chống thảm họa quốc gia nói rằng trận bão rất nguy hiểm, người dân sống gần bờ biển phải di tản càng nhiều càng tốt. Trên 616.000 người sống trong các ngôi làng đất thấp và đe dọa sạt lở đất đã di tản đến các trung tâm trạm tú như trường học, trung tâm dân sự, nhà thờ, các nhà tập thể dục. Trận bão Hải Yến băng qua miền Trung Phi Luật Tân trong tháng 11 năm ngoái đã làm trên 7.000 người chết hay mất tích, trên 4 triệu người trở thành kẻ không nhà. Trên một năm sau trận bão Hải Yến, vẫn còn khoảng 25.000 người ở tỉnh Đông Samar và Leyte phải sống trong lều vải. Khoảng 10 triệu người ở vùng Peco và Đông Visayas đang bị đe dọa bị ngập lụt. Trung tâm AccuWeather Global Weather nói rằng trên 30 triệu người dân Phi Luật Tân sẽ bị ảnh hưởng trận bão Hagupit. Quân đội Phi Luật Tân đang đặt trong tình trạng báo động đỏ để chuẩn bị cứu cấp giúp người dân.